Ok bạn ơi, hôm nay là ngày kiểm tra rồi. Bây giờ bạn sẽ cố gắng làm bài thật đúng để có thể ẵm con 10 gì. Cố lên, cố lên. Ok, hoàn thành xong bài thi đó, bây giờ nộp thôi. Dạ, em nộp cho cô ạ. Kiểu này chắc chắn mà sẽ được con 10 cho bà xem. Ok, đợi thôi. 15 minutes later. Có bài thi rồi. Thôi giờ mình sẽ che. Mình biết để xem quay mình được bao nhiêu điểm nha các bạn. Các bạn đoán xem mình được bao nhiêu điểm lên của mình nha. Đây. Số 0 đầu tiên. Vậy là mình được 10 điểm đúng không? Chắc chắn rồi, 10 điểm rồi. Số 0 và số 1. Ủa? Đây số 0 mà. Cái này là 0 điểm mà. Trời ơi, sao lại 0 điểm vậy? Mình học chăm chỉ vậy mà sao lại 0 điểm? Chết rồi. Nếu mà mẹ mình thấy được bài kiểm tra mình 0 điểm thì như thế nào nhờ? Cái gì đây? 0 điểm? Sao vậy? Con học kiểu gì vậy? Mua con một bậc hai về nhà là mẹ thích. Sao biết đâu rồi? Một điểm là sao? Alo. Con điểm là sao hả? Con về nhà nghe em tức. Con sẽ biết tay mẹ. Không được, được. Mình phải tìm cách để giấu bài kiểm tra không điểm mình thôi. Trời ơi, còn nếu không mình sẽ bị ăn đòn mất. Thôi, giấu bài kiểm tra thôi chứ sao vậy? Lưu ý, chuyện này chỉ xảy ra trong game nữa các bạn. Tuyệt đối không được làm ngoài đời nha. Làm ngoài đời là bị má la đó. Bạn phải qua học chăm chỉ để không được bị điểm không như mình nha. Nhớ nha. Lưu ý. Còn bây giờ đi giấu bài thôi. Ghê quá. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cái bài kiểm tra không điểm trên tay mình nè mà bạn. Đâu kiểu này mà về nhà mà đưa bài kiểm tra này cho mẹ mình biết, mình mà ăn trứng ngỗng là mẹ mình sẽ đánh mình mất. Không được, được, bây giờ mình phải dùng cách nào đó để giấu cái bài kiểm tra không điểm của mình mới được. Trời ơi, phải suy nghĩ cách tôi chứ không thể nào như này được. Trời ơi, mình không có bị đánh đòn đâu. Ai mà, có ai thích bị đánh đòn đâu đúng không? Trời ơi, hả? Cái gì vậy? Mẹ sẽ về. Ui, 57 giây rồi mẹ sẽ về. Chết rồi, giờ sao, bây giờ giấu chỗ nào đây? Để xem quay. Suy nghĩ. Lửa hả? Nếu mà mình đốt cái bài kiểm tra không điểm này của mình thì làm sao mẹ mày biết được đúng không? Trời ơi, sao mình không mình biết trời. Ok, bây giờ mình sẽ đốt cái bài kiểm tra không điểm này. Chắc chắn mẹ mày sẽ không biết. Ok, đây, đốt bài kiểm tra. Mất tiêu, yeah. Kiểu này làm sao mẹ biết được đúng không? Thôi bây giờ đợi mẹ về thôi. Để xem coi mẹ có biết không nha. Mà làm sao biết được. Ủa mẹ gì bạn ơi, mẹ mình gì ơi. Ok, mẹ sao cho thật là bình tĩnh nè. Rồi mình như bình thản không có gì hết trơn rồi. Mẹ mình về rồi, bây giờ mình sẽ tự nói chuyện với mẹ mình nha. Giang chào mẹ. Cuối cùng cũng về được nhà rồi, mệt ghê luôn à. Thôi bây giờ bật tivi lên xem coi có cái gì vui không nè. Chà, ủa cái gì đây? Hình như dưới lò sưởi có cái gì đó phải. Hả? Cái gì đây? Bài kiểm tra toán không điểm. Cái này là sao sao đây? Hả? Mẹ ơi, con để con giải thích cho mẹ ơi. Con đó là cái bài đó là bài kiểm tra giả nha mẹ ơi. Thực ra là không cần nói nhiều, không điểm là phải bị phạt. Trời. Bạn có thấy gì không? Một người mẹ dịu hiền của mình bị kiểm tra không điểm mà lấy súng bắn nát nhà luôn mà. Trời ơi, vậy là thất bại rồi bạn ơi. Thua keo này, ta bày keo khác. Giấu chỗ này không được thì giấu chỗ khác thôi. Cái gì mà đánh đâu vậy mẹ? Bây giờ giấu chỗ nào để mẹ không biết ta? Để xem coi, nãy lửa là bị lộ rồi. Bây giờ phải tìm chỗ nào cho nó đục lạ một tí. Không biết giấu bài kiểm... Hả? Giấu bài kiểm tra trong tủ lạnh hả? Cái này có an toàn không ta? Mà chắc không sao đâu. Thường mẹ mình về nhà, mỗi lần mà đi làm về xa là thế nào cũng sẽ đi ngủ, không bao giờ đi ăn đâu, chắc chắn vậy luôn. Nên mình giấu trong tủ lạnh cũng là một ý kiến hay đó, đúng không? Mình sẽ giấu ở trong gáp, thế nào mẹ sao biết được đúng không? Trời ơi, thông minh nè. Ok, chị mình sẽ giấu gọi là bài kiểm tra ở trong tủ lạnh. Là sao mẹ biết được? Ok, bây giờ đợi mẹ về thôi. Mong lần này sẽ thành công. Nãy là giấu trong lò sưởi nóng rồi, bây giờ thất bại rồi, chắc là giấu chỗ lạnh lạnh tí chắc là thành công đó bạn. Ok. Đợi thôi.
Mẹ đi làm về là đi làm về, yeah 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 yeah, chắc chắn lần này sẽ thành công. Ok, rồi mẹ về rồi. Mẹ yêu, mẹ yêu. Hôm nay làm gì mệt quá con trai ơi, mà tự nhiên sao đói bụng quá à. Chắc bây giờ mẹ phải làm bánh thôi. Ủa gì mẹ? Ủa mẹ ơi, mẹ được làm bánh được không? Mẹ ơi, cái tủ lạnh nó hơi à. Mẹ đứng mở nha mẹ. Để xem con đây ăn gì đây. Ủa, cái gì đây? Cái gì trong tủ lạnh vậy? Hình như đây là bài kiểm tra không đẹp. Hả? Cái gì vậy con? Trời ơi, đi toilet mà cũng không yên nữa. Cái gì mà khó dữ vậy trời ơi là trời. Bây giờ giấu chỗ nào cho nó an toàn đây ta? Sao chỗ nào mẹ cũng biết được ta? Không lẽ nhà mình có camera ta? Nó có khó đâu trời. Cái gì đây? Nếu bạn ghét trường của bạn, hãy bay cái này, hãy mua cái này. Trời ơi, bây giờ mà cái này là cái cách mà cuối cùng là bây giờ muốn mà giấu bài kiểm tra, bây giờ mình sẽ lấy gọi là tên lửa bắn cho gọi là cái trường banh xác luôn, là mẹ sẽ không biết mình có bài kiểm tra hả? Trời gì ác vậy, nghĩ sao vậy, tôi không bị ác gì đâu mà. No, bây giờ tìm cách thôi. Mẹ sắp về rồi, sao đây? Trời ơi, mở cửa, có cái gì không? Trời ơi, bây giờ làm sao đi giấu chỗ nào đây, tôi không có biết. Trời ơi là trời. Ủa, gì đây? Bây giờ giấu không được, vì mình cắt nó ra đây bạn. Đây là cái máy cắt giấy bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cái bài kiểm tra này. Làm sao mà em biết được đúng không? Đó, ok. Bây giờ cắt bài kiểm tra thôi. Hợp lý dễ sợ đúng không ạ? Đó, cắt kiểu này sao mẹ biết được? Trời ơi, thông minh quá à. Ôi giờ kịp lúc mẹ về. Mẹ đã về là mẹ đã về. Sao mẹ biết được? Con cắt hàng trăm mảnh, làm sao mẹ biết được con có bài kiểm tra? Rồi nãy chừng là thấy cái cách này là thông minh nhất nha, hồi giờ là cách đó chưa đủ bro, bây giờ cách này là bro mắt luôn, chắc chắn mẹ mình sẽ không bao giờ tìm được luôn cái bài kiểm tra của mình. Ok, đó chuyện mẹ nha. Ok mẹ ơi, hôm nay mệt quá trời ơi trời, làm việc gì đâu mà ôi quá trời đất luôn, quá chiều việc luôn nè. Trời ơi, mệt gần xíu luôn à. Thôi đây là một đống bài kiểm tra ở trường, trời ơi đứa nào ấy làm cũng không điểm hết trơn. Thôi bây giờ mình sẽ vô trong phòng mình để mình tiêu hủy mấy cái bài kiểm tra không điểm của mấy cái đứa học sinh của mình. Trời ơi sao nó khờ, dễ sao khờ luôn à. Đây bây giờ phải nhét vô cái máy rồi là cắt giấy thôi. Ủa gì đây? Trời ơi sao nó hư vậy? Cái gì vậy trời, sao tự nhiên đang làm việc mệt mà còn hư nữa? Trời ơi tức dễ sợ luôn à. Rồi xong chưa? Hết hư chưa? Trời ơi, phá luôn cái máy luôn. Mệt dễ sợ luôn à. Ủa, hả? Cái gì đây? Hình như trong này là bài kiểm tra không điểm của con mình. Sao thế nào? Tại sao con lại bị không điểm hả? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Kiểu này mẹ phải xử con mới được. Sao thế nào? Ai kêu vậy trời? Vậy nhanh lên, mẹ muốn nói chuyện với con. Cái bài kiểm tra không điểm là vậy là gì hả? Ủa là sao mẹ cũng có bài kiểm tra nó không điểm đâu? Mày mệt quá, cháu đi ngủ đi. Sao mẹ nói nhẹ quá vậy? Con dám? Sao thế nào? Ủa? Được luôn hả? Mình đang ngủ rồi mẹ mình phát hiện ra mình có bài kiểm tra không điểm và mẹ mình tức quá nổ banh xác luôn. Ủa sao cách đó cũng được luôn hả mẹ? Mẹ tức có bài banh xác luôn, xong rồi mẹ làm nổ nhà luôn, con đi theo mẹ luôn. Ủa là sao mẹ?
Trời ơi, sao cách nào cách đấy cách gì cũng không được vậy. Trời ơi là trời. Trời ơi, sao giấu chỗ nào cũng không giấu được vậy bạn ơi. Các bạn biết có cách nào không giấu hoặc là bài kiểm tra không điểm một cách an toàn hợp lý đừng quên cơ mà vì sao biết cha. Trời ơi tôi đi quá à. Ok bạn ơi, bây giờ các bạn đừng quên giúp cho Sam nha, giúp cho Sam đạt được 5k like nha, 5k like để giúp mình có tinh thần để có thể gọi là giấu bài kiểm tra này một cách gọi là thông minh nhất nha. Các bạn có bay để like video này được 5k like nha. 3, 2, 1. Khi kêu tôi đất kêu, một người đã like mình 5k like đây. Bây giờ mình sẽ cố gắng giấu bài kiểm tra thật là thông minh. Còn bây giờ mình đi toilet đây bạn ơi, mắc toilet mà tự nhiên trời ơi không biết nghĩ gì vậy, mắc toilet quá. Giờ làm sao với bài kiểm tra đây, khó nghĩ quá. Toilet. Tại sao mình không giấu bài kiểm tra trong toilet nhờ? Sao mình nhấn nó một cái bài kiểm tra sẽ trôi đi? Hợp lý. Ok bây giờ mình sẽ giấu bài kiểm tra trong toilet. Trời ơi tự nhiên thông minh đột xuất luôn bạn. Rồi đó thấy chưa. Giấu này thì làm sao. Ủa gì vậy? Ủa sao như nước vàng đúng không? Ủa cái bài kiểm tra làm tắc nghẽn cống luôn hả? Nó là một tờ giấy thôi mà. Không biết chuyện gì xảy ra không ta. Alo mẹ. Trời ơi làm việc mệt quá à. Tự nhiên mắc toilet ngang phải đi toilet miếng thôi. Ủa mẹ ơi, mày đi ngay đường vô cái phòng đó không được vô. Ủa trong này sao cứng vậy, mở cửa ra. Nước đâu vậy, thối quá. Ây trời ơi, thối banh lộ mũi tôi rồi. Nghẹt toilet suy ra là gia đình mình bị trôi đi theo dòng nước và sau đó bắt anh Linh là tại vì nghẹt nước. Là mình có giấu bài kiểm tra thành công không ta? Biết chị học chăm rồi bị con không mà giấu bài hoài không có được không các bạn ơi. Trời ơi trời ơi giờ cách nào đây không biết, tôi bất lực quá không biết giấu ở đâu đây, bây giờ làm sao đây. Thôi được rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình cho các bạn 5 giây để bạn comment phía dưới sao biết là bây giờ Sam đang giấu ở đâu. Bây giờ mình sẽ đọc theo comment để xem coi mấy bạn sẽ comment gì nha. Ok bây giờ để xem coi. Ok trời khó quá trời người bắt mình giấu chỗ này chỗ kia. Cũng được nè. Hả chị Sam ơi, chị thử giấu vào tủ quần áo của mẹ chị đi, chắc chắn mẹ chị sẽ không biết. Áo tủ quần áo của mẹ chị hả? Ủa chỗ đó an toàn không vậy? Ok bây giờ mình sẽ nghe lời bạn fan nha, để xem coi bạn fan có gọi là gì ta, có gọi là có thực sự là giúp mình không nha. Ok giấu vào tủ quần áo của mẹ mình. Ok để xem coi. Ok chị tin vào em đó nha, nên là chắc chắn làm ơn đủ thì vượt qua cái chỗ này được không. Trời ơi cho giấu thành công một lần cũng được, thành công một lần cũng được, làm ơn giấu vào tủ quần áo mẹ rồi. Ôi mẹ gì rồi mà lần mẹ gì là sợ ha. Người ta là mẹ gì muốn bánh muốn kẹo không, mẹ mình về cầm súng bắn mình không à, trời ơi sợ lắm. Chắc mẹ không biết đâu, mẹ nghĩ vậy. Mẹ ơi. Hello mom. Chào mừng mẹ về nhà. Trời hôm nay làm việc khỏe quá. Hôm nay mẹ cảm giác mẹ làm ngày thật là tuyệt vời đối với mẹ. Không có gì làm mẹ buồn hết trơn á. Ôi vậy mẹ hôm nay chắc mẹ vui lắm nhỉ. Thôi tất nhiên rồi, hôm nay sao mẹ buồn được, chắc mẹ về nhà sẽ vui. Thôi nói chung là, ủa mà con hình như là con có bài kiểm tra toán đúng không? Ủa đâu rồi con? Kiểm tra toán hả? Ôi con đâu biết đâu mẹ. Con chưa có bài kiểm tra toán, vậy là thầy chấm mà chưa đưa. Ok, thôi rồi. Thôi bây giờ mẹ sẽ dùng ngồi vào trong cái bàn sofa, mẹ sẽ chill thôi. Ok mẹ nghỉ ngơi khỏe nha mẹ. Mẹ không biết được. Trời ơi, sao thoải mái vậy ta. Ủa, từ sao ai rung nhẹ, sao người tôi rung nhẹ. Ủa, cái điện thoại gọi. Ủa, ai gọi đây? Chắc là thầy giáo của Sammy Đào. Dạ anh ơi, chào thầy ạ. Mẹ của Sammy Đào sao? Tôi là thầy giáo đây, tôi chỉ muốn gọi cho cô biết rằng là Sammy Đào đã đưa bài kiểm tra cho cô chứ nhỉ. Hả? Bài kiểm tra nào? Là sao thầy? Ủa chưa nói hả? Bài kiểm tra nhỏ làm được không điểm đó cô, tròn chỉnh lắm luôn á. Sao nhỏ không nói với tôi? Ủa vậy hả? Trời, tôi chỉ báo tin cho cô biết nha. Vậy nha. Dạ em, dạ tôi cảm ơn thầy nha. Dạ tạm biệt thầy. Con nhỏ đây không điểm. Tại sao vậy con? Tại sao con không nói mẹ là con làm gì ra không điểm? Mẹ hả? Con tại sao? Trời ơi hôm nay ngày vui của mẹ mà sao con
được các bạn ơi, bây giờ làm cách nào đây? Thôi, bây giờ mình đã quá mệt mỏi và mình không muốn nói điều gì, mình không muốn làm gì chân. Bây giờ mình sẽ không giấu bài kiểm tra nữa để xem coi mẹ sẽ làm gì mình mà. Mình biết là mẹ sẽ quán mình nhưng mà bây giờ mình sẽ không giấu nữa để xem coi mẹ sẽ làm gì. Ok, đây, mình sẽ đứng đây đợi mẹ về và để xem coi mẹ sẽ phản ứng như thế nào nha. Tôi bây giờ tôi giấu chỗ nào mẹ cũng kiếm được thì làm sao bây giờ muốn giấu nữa. Thôi hết giấu. Đợi mẹ về để coi mẹ làm gì mình. Mình biết mẹ sẽ đem mẹ mình sẽ đánh mình đó mình biết, nhưng mà thôi mình để xem qua mẹ mình sẽ làm gì. Chứ mệt lắm rồi. Hết giấu đó thôi, khỏi giấu. One minute later. Rồi, bây giờ thời khắc đã quyết định. Mẹ mình sẽ về và thấy mình đang cầm cái bài không điểm trên tay. Đây, cầm như này luôn. Rồi. Mẹ hỏi đi, con trả lời hết. Rồi. Chào mừng mẹ về nha. Oh, hello con. Ủa cái gì trên tay con vậy ta? Dạ thưa mẹ, đây là bài kiểm tra toán của con bị không điểm mẹ. Mẹ thấy sao? Hả? Bài kiểm tra không điểm? Con giỡn mặt với mẹ hả? Dạ không, con không giỡn. Con giấu gì mà mẹ kia? Mình chưa kịp nói mà sao? Đó thì cái kết là mình dù có giấu hay không giấu thì mẹ mình cũng sẽ đánh mình, gọi là banh nhà đó mà. Nói chung là vậy đó, trời ơi đó. Tôi chịu không nổi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ không giấu bài kiểm tra hay là giấu nữa. Bây giờ mình sẽ đốt cái trường của mình. Trời ơi tức quá mà. Tôi không thể nào chấp nhận việc mà mẹ tôi bắn tôi liên tục được. Tôi phải trả luôn. Bây giờ không ai cản được mình đâu bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ mua cái tên lửa siêu to khổng lồ màu đỏ này để tôi bắn cái trường của tôi. Hơi cay quá mày bạn. Để xem ơi. Mua một cái lựu đạn này là 59 robot mua luôn. Tôi mua rồi đó. Sử dụng giúp tôi ngay. Rồi. Làm gì? Bắn đâu. Ủa? Thực ra là tức hay không là do bạn thôi, nên các bạn đừng quên cố gắng học chăm chỉ để không bị điểm không như mình nha. Bị điểm không như mình thấy cực khổ không? Bây giờ mình làm được 10 điểm thì sẽ mẹ và vừa vui và còn thưởng mình bánh kẹo nữa. Bây giờ làm không điểm là thế chưa? Rồi, quá thiệt cực luôn đấy các bạn. Đừng quên việc học là việc quan trọng nhất đối với tụi các bạn nha. Các bạn đừng quên học thật chăm chỉ nha, đừng như mình nha. Trời ơi, bất sức quá. Mà làm kêu gì cũng không gọi là cố gắng mà giấu được cái bài kiểm tra này bạn ơi. Thôi mình nghĩ mình phải ở đây, mình mệt lắm rồi. Bye bye các bạn ở clip sau nha. Trời ơi tôi mệt quá. Trời tôi muốn xé bài này quá. Thôi phải nghĩ khỏe nha, mệt lắm rồi. Mấy chào sao nha. Thôi mấy bạn học chăm lên nha, chứ đừng như mình chưa. Mệt quá.